This track is for you, Dũng Vui Vẻ. And you, Trinh, my little sister. Definitions. Yeah, đêm đã phải khuya, những dòng suy nghĩ miên man. Đôi lúc ngộ mình ta lại tự hỏi thế nào là tình bạn. Phải chăng là thứ tình cảm cao quý bất kể cả thời gian, hay cũng chính là những ký ức nồng nàn không bao giờ vơi cạn. Bạn bè lúc nãy xét đánh bên nhau, dù đối mặt thử thách vẫn không hoàng. Khó khăn cười vai xét đánh, dù với chất muôn trùng hiểm nguy vẫn không hoàng. Không hoàng. Năm tháng dẫu dài dẫu ngắn, tình bạn vẫn không tàn. Không tàn. Khoảnh khắc dù xa dù gần, bất kể cả không gian. Đó chỉ là lý thuyết, thực tiễn thì mấy ai được biết. Thật xanh chỉ ở trong truyền thuyết, ngoài đời được mấy thằng sống thiệt. Tình bạn chỉ mới tưởng bên ngoài, cuộc sống thực ra nó khác xa. Lưu bình dừng lẽ chỉ trong sự tích ngoài đời thì mất tích. Những đứa mày xem là chi kỷ, mày giết mày không còn suy nghĩ. Đến lúc mày còn đến chi kỷ, đó là chó mày không còn suy nghĩ. Trong cuộc chơi, ai ai cũng là bạn. Lúc bạn nạn, mới biết bạn là ai. Khi bạn gặp khó khăn, luôn có mày bên cạnh. Khi mày gặp khó khăn, bạn bè nó lảng tránh. Nó vì đủ lý do, từ chuyện nhỏ đến chuyện to. Nhưng lời nó hoa mỹ không thể che đậy kịp bởi chất sống cho. Khi bạn gặp khó khăn, luôn có mày bên cạnh. Khi mày gặp khó khăn, bạn bè nó lảng tránh. Nó vì đủ lý do, từ chuyện nhỏ đến chuyện to. Nhưng lời nó hoa mỹ không thể che đậy kịp bởi chất sống cho. Mở đầu cái vở thứ hai, ta xin nói về tình yêu. Là thứ mà tụi nó thường hay tôn thờ và không thể sống thiếu. Nhưng lý mặt sau một đời oán hận, miệt tình mà tưởng thiêu. Xin mấy bạn hối dụng luôn đi, thì có cách ai đi phun điếu. Còn ai em? Anh chỉ cần một mình em thôi. Anh không có anh em không sống nổi. Em ghen em mới giận dỗi. Đúng rồi. Lên phải thân thể cô đơn cho các ứng viên hy vọng. Bản thân với fan các kiểu đều mong muốn ghi công. Trong mong một ngày nào đó mình sẽ được làm phi công. Đâu biết là vì em dắt mũi như dắt mấy em nhi đồng. Và rồi một ngày đẹp trời, hai bạn trẻ tái hợp. Bỏ qua hết mọi chuyện cũ, gặm nấu lại thành cơm. Bản thân với cả best friend lại trở về vị trí cũ. Cảm ơn mấy anh dễ thương nha, đối với em thế là đủ. Bản thân tụi nó vui hay buồn thì anh không cần biết. Best friend tụi nó có hay không em cũng không cần thiết. Tụi đó sẽ là vật hy sinh, tụi mình không cần tiếc. Xong việc tụi nó biết nhanh gọn, tụi mình không cần tiễn. Bản thân tụi nó vui hay buồn thì anh không cần biết. Best friend tụi nó có hay không em cũng không cần thiết. Tụi đó sẽ là vật hy sinh, tụi mình không cần tiếc. Xong việc tụi nó biết nhanh gọn, tụi mình không cần tiễn. Anh thấy đó, bạn bè với cả người yêu. Những lúc mày gặp khó khăn á, nó giúp được bao nhiêu. Yêu đương hiện thời này nọ cũng chỉ toàn chém gió. Còn bản thân đến lúc gặp nạn á, thì thân ai nấy lo. Đời mà, tốt xấu đôi khi đảo ngược. Bởi vì nếu xét cho cùng thì cũng đâu ai biết trước. Con người đôi lúc ích kỷ cũng chẳng thể trách được. Trông chờ vào những người dân thì chẳng khác nào đánh cược. Nếu vậy ta phải làm sao? Những lúc đối mặt khó khăn á, chỉ có mình tao. Somebody, please tell me who can help me now. So tired, my heart is broken now. Khoan đã, đừng có vội bi quan. Lúc gặp phải chuyện không hay thì cũng đừng vội hoang mang. Từ từ, nobody besides you, look behind. Mày sẽ thấy được sau lưng mày luôn là ai. Cho dù tinh thần vững chắc nhất luôn là gia đình. Luôn ở bên mày luôn mà thành con chính là gia đình. Sẵn sàng chờ đón khi thất bại vẫn là gia đình. Yêu thương mày không còn điều kiện chắc chắn là gia đình. Cho dù tinh thần vững chắc nhất luôn là gia đình. Lúc ở bên mày luôn mà thành con chính là gia đình. Sẵn sàng chờ đón khi thất bại vẫn là gia đình. Yêu thương mày không còn điều kiện chắc chắn là gia đình. Family. Family forever. My views. How about yours?